Rồi, đây là ghe của chùa Pông Tất Tắc nha. Đó, Pông Tất Tắc thì hiện giờ đang bắt đầu đề bạc. Đó, giờ huấn luyện viên đã cho các anh chuẩn bị tư thế rồi sau đó sẽ bơi đi ba đi luôn ha. Rồi, rồi mời các nhà mình đón xem. Giờ các anh sẽ chuẩn bị dưỡng hoàng xuất phát như thế nào nha. Rồi. Rồi sẽ tạm ngưng nha các bạn. Thì để coi còn quay trở về hay không, để coi kết quả của các anh vận động viên chùa Pông Tất Tắc như thế nào nha. Rồi hình như là bơi lên trên này thì hầu như là có 3 chiếc ghe nha các nhà. Đây thì 2 chiếc đang đua và 1 chiếc thì bơi phía sau. Đó. Rồi không còn bơi nữa nha. Rồi vậy là không còn bơi nữa các nhà. Đó, 2 chiếc luôn. Rồi, nhưng mà không bơi. Để bơi từ từ thôi à. Ghe cái gì đó, ghe màu vàng á các nhà. À, nãy giờ mình cố gắng coi hai chữ của ghe nhưng mà mình không biết là có ghe nào. Đó. Có nhiều đội ghe đang bơi lên bơi xuống các nhà ơi. Đấy. Mà mình không chính xác ghe nào hết ha. Bây giờ đôi lúc đó, thì mình muốn coi kỹ nhưng mà ghe đã đi rồi. À, người bên đội nào đây? Đội áo hết rồi. À, ở trần hết rồi. Wow. 50. Rồi chết tức rồi. Rồi ghe đang bơi xuống rồi, ghe nào đây? Đây kế tiếp là ghe nào đây? Ghe của Chà Cua hết gì đây? À đây rồi, ghe của Chà Cua.
Đây, năm nay sự đầu tư của chùa là đầu tư 2 chiếc ghe xuống đi thăm dự trên dòng sông Mắt Rô thì 2 chiếc nha, đó là chiếc mùa 1 và chiếc mùa 2. Đây. Rồi, kế tiếp thì ghe nữ nha, ghe nữ đang bơi lên nha. Để chuẩn bị bơi xuống nha các bạn. Chuẩn bị bơi xuống điểm xuất phát không? Thì công tức thì chỉ là đang thử tốc độ của ghe, nhưng mà không biết ghe bữa nay có đúng hay chưa, mà thấy vận động viên vẫn còn bơi đó, hay là có thể là tạm thời để ngày mai mới làm như là bơi thử tiếp tục nha. Còn vì hôm nay cũng thấy công tức thì bơi cũng mấy lần rồi mà chắc có lẽ là chưa đúng ha. Rồi ghe sẽ bơi từ từ các nhà, bơi từ từ nhịp một ha, đó thì bơi không cần tăng tốc nha. Rồi ghe phân tích chắc thì chắc có lẽ là bơi chiếc này sẽ tạm ngưng hay gì đây, để coi nếu như là không có gì xảy ra thì chuồng tích sẽ tạm ngưng, thì là chắc là đúng cần câu rồi ha các nhà. Rồi, ghe đã đi khuất rồi nha, không còn nhìn thấy nữa nha.
số 50 đang chùa gạch dòng có gì ta, gạch dòng à, gạch dòng số 50, gạch dòng của Cà Mau đó. Đấy, gạch dòng nha. Rồi, gạch dòng của Cà Mau. Rồi, cởi áo luôn, bơi luôn rồi, vào đây. Quá ai chúng mai đi bông mai bọc bồn nhận nhôm từ ngọt ní ngày ní nâng to lên chừng sầm lạnh mới khơi hái tha chúng mai là khách cà mau chừng nứng quật cho mò là cái ấm mai ấm tô cái này hồ chăm du nam hái tâm mới khơi này tô nứng hoặc là mọc đà thôi là cái cũng ấm đo ao và đói cái đau pê đo ao ấy à chúng không ai ba thay lại gạch chập sân này gạch bạc sân này ai luôn chăm tích chết này cũng mày bằng phốn thay tập tập ní gạch quần quần bao từ mùa máu những hay cái từ cái ông chập bỏ chết này rồi gạch chồng hồi nãy lên thì không quay được nha, thì giờ thì xuống trở lại nha đó. À, gạch chồng Cà Mau nha các bạn. Gạch chồng nha. Rồi, có lẽ là xuống cọc con câu gì đây để coi tí xíu coi như thế nào nha. Rồi, có lẽ là cọc con câu. Đó, ghé chỗ tấm nút 2 đang cọc con câu ở phía đằng đó đó các nhà. Thì có lẽ là gạch chồng cũng chuẩn bị cọc con câu luôn. Đó. Cọc con câu là do nghệ nhân nào cọc mình không biết được nha, tại mình đứng ở đây xa quá cho nên là không biết được nha. Đây ghe của tàu ông là tàu ông 28 rồi. Rồi như vậy thì gạch chồng cũng đã tạm ngưng còn một câu chỉnh sửa lại nha. Đó. Rồi đây là hai chiếc của Srolo tức là chùa chiếm kiểu nha. Đây hai chiếc đang bơi nha các nhà. À ba chiếc luôn. Đó. À, chiếc bên kia là chiếc cái ghe nào đây? À, đi là ba chiếc luôn nha các nhà.